kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Em là quản lý Chi nha. Em xin kính chúc quý khách hàng một ngày mới thật là niềm vui trong cuộc sống ạ. Kính chúc sức khỏe quý khách hàng luôn ạ. Thì địa chỉ tiệm em nằm ở 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nhiều khách. Và gần đến Tết rồi, nên là mấy anh mấy chị tranh thủ ghé tiệm em sắm cho mình những bộ nữ trang xinh đẹp nha. Để mình trưng diện cho ngày Tết nha quý khách. Thì hôm nay em xin giới thiệu một số mẫu hàng công ty 6-10 vừa tất thì luôn nha. Em có mẫu nam, mẫu nữ ha. Dạ, em quay gần cảnh một số mẫu cho khách coi nha. Và hôm nay thì hàng công ty vừa cập bến luôn thì em sẽ khu hộp giới thiệu cho quý khách hàng luôn ạ. Giống như dây này, dây bảy tấc này quý khách hàng nè. Dây bảy tấc em có đủ nhiều, rất là nhiều mẫu nha. Cái này mình đeo rất là sang, mình diện chân đầm này kia bao đẹp luôn nha mấy chị. Và một số mẫu đầu rồng của nam ha. Đầu rồng tắm và đầu rồng trơn ngọc ngọc luôn. Đặc biệt là một về một lô vòng hình con rồng quấn quanh luôn. Và này hai bên con rồng đối diện nhau luôn. Trọng lượng tầm khoảng là có 2 lượng cho đến là 3-4 lượng nha quý khách. Dây thì có về thêm là dây hàng bọng nè, dây bọng hoang lạc ha. Rồi lắc tay bản lớn, bản nhỏ đầy đủ luôn cho mấy anh luôn ha. Rồi một số mẫu dây sắn luôn. Đặc biệt là em sẽ giới thiệu một số mẫu như thế này cho quý khách hàng nè. Đó, em vừa về là 3 lô dây nha, 3 lô dây, 1 lô lắc. Rồi bây giờ thì em sẽ đợi em chút xíu nha, em sẽ dựng cái màn hình lên rồi quý vị em sẽ giới thiệu kỹ hơn cho quý khách hàng ha. Rồi em đây. Rồi sẽ tới tiếp một xíu nữa đi cho nó rõ rõ mẫu luôn. Dạ hôm nay thì mấy đứa nhỏ nó nghỉ hết trơn rồi, có một mình em mà, nên là nó hơi lụm cụm chút xíu nên mong quý khách hàng thông cảm ha. Đây thì là em xin giới thiệu một số mẫu nè. Mẫu nhẫn đầu rồng bên em là có từ 1 lượng tới là 1 lượng rưỡi và 2 lượng nha quý khách. Đây ạ. Thì là hiện tại là bên em vẫn chưa có bán online trực tiếp, nhưng mà quý khách hàng nào mà hết mẫu nào quá rồi em ở xa á, thì là em bên em vẫn có cửa hàng nha mấy chị. Nhưng mà trước khi mà mấy chị chuyển khoản á thì hãy vui lòng gọi điện xác nhận nha, xác nhận căn chính chủ nè và số điện thoại chính chủ. Số điện thoại chính chủ, số điện thoại chính chủ là vì sao? Vì cái số điện thoại 0938167253 đó thì là mình hãy gọi kết bạn Zalo nè, gọi video trực tiếp nha, xác nhận đúng số điện thoại đó rồi mình xác nhận khung cảnh của tiệm, xác nhận khung cảnh của chủ thì mình hãy chuyển khoản nha mấy chị. Chứ đừng gọi tiền thoại tốn tiền hỏi em ơi phải bên tiệm vàng Kim Thảo không. Đúng rồi, mình chuyển khoản nha. Số tài khoản của bên em mang số là 25391629 của hàng ACB nha mấy chị. Của hàng ACB nha. Tên chủ tài khoản là Trần Thị Minh Châu. Còn ngoài ra là bên em không có số tài khoản nào khác hết trơn á. Đây nhẫn đầu rồng đây. Nó có hai cái bên con râu con rồng rất là đẹp luôn, ngậm ngọc đỏ chính giữa luôn nha. Đó. Những mẫu như thế này rất là đẹp, mẫu đúc đặc luôn nha quý khách. Đây là mẫu rồng tắm nè. Mẫu rồng cái tắm luôn ha. Đó. Một cái con đầu rồng cái tắm như thế này á, trọng lượng vàng nó là 1 lượng 2 gần 1 lượng 3 nha mấy anh. 1 lượng 2 gần 1 lượng 3 nha. Những mẫu tắm thế này thì đeo rất là sáng luôn. Đề, cái đai của nó đeo rất là êm luôn nha mấy chị, mấy anh nè. Đó, đeo rất là êm luôn. Những mẫu thế này là cực kỳ êm. Và đặc biệt là cái dòng này, dòng này thiết kế độc quyền của tiệm vàng Kim Anh Thảo em ha. Một cái dòng thế này em có từ ni là ni 50 cho tới ni 60 luôn nha quý khách. Trọng lượng vàng nó từ khoảng là 2 lượng hơn cho tới là 3 lượng hơn ha. Có móc khóa nè, đó. Cái này đây rất là êm tay cho mấy anh luôn nè. Đặc biệt là cái vảy của nó nha. Cái vảy mình rồng của nó rất là đẹp. Mà thích những cái mẫu nào rồi thì vui lòng chụp lại màn hình cho em mang mấy anh ơi. Quá như đẹp luôn. Những mẫu này bao đẹp cho mình luôn. Rất là mê luôn. Bên em á, trọng lượng vàng á, nặng nhẹ là đầy đủ luôn nha mấy anh. Vì hàng Tết rồi bên em cập nhật liên tục luôn, hàng vị liên tục luôn nha. Đó, wow, cái dòng mà đẹp quá. Cái dòng này là hai con rồng gụ hai bên. Đây, hai con rồng này có mình rồng nổi luôn nè. Mình rồng nổi ha. Hột đỏ là hột đỏ oval luôn nè. Trọng lượng vàng của cái dòng này là 3 lượng rưỡi ha. Một cái 3 lượng, một cái 3 lượng rưỡi.
Đây. Cái rồng này là có mắt, nó có mắt cái vảy cá luôn đấy. Em giới thiệu sau này mắt của khách nè. Đó, cái mắt nó là mắt vảy cá ha. Có vảy như vảy rồng đó. Trọng lượng vàng nó là 3 lượng 3 hơn nha quý khách. Thích cái nào rồi chụp làm hờ giùm em nha. Dạ, với lại là em nhờ quý khách hàng chia sẻ giùm em cái video này nha, để mọi người biết đến tìm vàng Kim Thảo rộng hơn nha quý khách hàng. Em rất là cảm ơn nhiều luôn ạ. Rất là cảm ơn. Dây như thế này nè. Đó. Dây này là dây bọng nha, dây khoan lạc bọng đôi nè. Trọng lượng vàng cái dây này là 1 lượng 9 nha quý khách. 1 lượng 9 ha. Dây này dài 6 tấc luôn. Đợi em chút xíu mấy quý khách hãy nhớ coi hết video này nha. Vì video này em hiểu những sản phẩm rất là đẹp luôn. Đây, dây này là dây khoan lạc. Khoan lạc nó cũng là hàng bọng luôn nha quý khách hàng ơi. Nhưng mà trọng lượng vàng của nó là 2 lượng 2, 2 lượng 3 nha. Đây ạ. Đẹp mê ly luôn nha. Dây này là mình nam đeo cũng được, mà nữ đeo cũng được luôn ạ. Nó rất là có nhiều kiểu móc máy luôn. Móc máy sòn nè, móc máy dập bi nè. Đó. Dây này là móc máy riêng nè. Ở phía mặt sau là mặt trơn luôn ha. Mặt trước là dập máy. Trọng lượng vàng cái dây này là 2 lượng 2 lượng 24 phân nha quý khách. 2 lượng 24 phân ha. Cái này là em về rất là nhiều dây sắn nè. Dây sắn lá có và dây sắn ý có luôn cho mình ha. Trọng lượng vàng bên đây là khoảng là 1 ký rưỡi cho tới là 5 lượng. 1 ký rưỡi cho tới là 5 lượng luôn. Đó. Dây mà em đang cầm trên này là dây sắn ý 1 lượng. 1 lượng nha. 1 lượng là em về chắc khoảng là có vài chục dây nha quý khách hàng. Đây, còn dây mà dây nhỏ nhỏ thì bao la ở tiệm em luôn nha. Nhiều lắm mấy anh ơi, mấy chị ơi. Tranh thủ mình dẫn nhau xuống tiệm em nha. Mình rủ đại gia đình đi luôn đi. Trời ơi, mấy hôm nay em có khách ở tỉnh lên nhiều lắm. Ở xa lên nhiều lắm, sắm cho mình là những bộ nữ trang rất là đẹp luôn, rất là xuất sắc luôn. Đây, đẹp mê luôn ha. Thích cái nào chụp lại màn hình giùm em. Những mẫu dây sắn thế này thì đây không bao giờ mày bị lỗi thời luôn nha mấy chị. Đây không, bà bây giờ không bao giờ bị lỗi thời nha. Kết hợp một cái mặt dây chuyền rất là sáng luôn và đẹp luôn. Bây giờ thì em xin giới thiệu một số mẫu lắc tay nam. Lắc nam hình con rồng cuộn quanh luôn. Cái này là xi ý hai màu. Xi ý hai màu, trọng lượng vàng cái lắc này là 5 lượng mốt hơn nha quý khách. 5 lượng mốt hơn nha. Wow, nó nặng nè. Với lại là bên em là có đổi vàng khác tiệm luôn nha quý khách. Nói chung vàng mình mua ở chỗ khác thì mình muốn đổi bên em thì có gì mình ghé tiệm em ha. Đây. Thích cái mẫu này rồi chụp lại màn hình giùm em luôn ạ. Một lắc hình rồng tiếp theo luôn nha. Anh này hôm nay em lên cái tông hình rồng cái gì á. Đặc biệt một chút xíu nữa em sẽ giới thiệu là cái lắc tay hình con cột nha. Năm nay là năm con cột rồi, em thấy giới thiệu lắc hình con cột, bên em mới về hàng lắc thị luôn. Đây, cái lắc này trọng lượng vàng của nó là 2 lượng 8 hơn một chút xíu nè. 2 lượng 8 hơn một chút xíu. Cái này nam đeo cũng được mà nữ đeo cũng được nha. Nữ có tính một xíu đeo cũng được, không có sao hết nha mấy chị. Lắc hàng rồng như thế này. Qua cái lắc đỏ em đang đeo đẹp quá mấy chị ha. Một chút xíu nữa em sẽ giới thiệu cụ thể những cái mẫu là dây em đang đeo nè, lắc em đang đeo nè, đó. Rất là tông, sạc tông luôn ha. Lắc hình rồng, lắc hình con rồng nổi ngậm ngọc đỏ luôn ha. Đá huyền đen ở trong luôn. Trọng lượng vàng cái lắc tay này là 2 lượng hơn. 2 lượng hơn nha mấy chị. Một cái bảng như thế này nè, trọng lượng vàng nó là tầm khoảng là cỡ 2 lượng nha. Chút xíu nữa em sẽ giới thiệu lắc nhẹ vàng cho quý khách hàng luôn. Mình yên tâm nha, mình hãy ráng coi hết video giùm em nha mấy chị, mấy anh ha. Cái bảng này tầm khoảng là cỡ là 4 phân nè. Bao đẹp cho mình luôn. Đặc biệt là cái lắc này em về thêm nè quý khách nè. Lắc này lắc 10 lượng ha. Cái khóa hình rồng luôn. Đây ạ,
đếm như thế này nha mấy anh ha, lắc tay hình rồng luôn, ở trong này luôn, trọng lượng vàng là hơn 10 lượng ha, bao đẹp cho mình luôn. Những cái mẫu thế này thì hàng công ty nha, mình mấy anh mấy chị cứ tự tin đeo lên mình những sản phẩm của tiệm vàng Kim Anh Thảo nha, chắc chắn sớm làm cái hàng hà không có thất vọng đâu, yên tâm đi, không bao giờ thất vọng nha. Hai cái lắc bảng lớn luôn, wow đẹp quá mấy anh ơi, hai lắc bảng lớn ha, hình rồng luôn, hình con rồng nha, cái này là hình ba con rồng, trọng lượng vàng của nó là 5 lượng 8 hơn là cái lắc tay này, còn lắc này trọng lượng vàng của nó là 4 lượng hơn, lắc bảng này là 4 lượng hơn nha quý khách, còn lắc mà lắc con rồng ba con đó là 5 lượng 8 hơn ha, cái bảng này của nó tầm khoảng là cái 7 phân luôn, 7-8 phân luôn á. Rồi chụp lại màn hình giùm em nha quý khách nha. Một chút xíu nữa đây thôi. Tên tên tên. Lắc tay này là trọng lượng nhà của nó là hơn 10 lượng. Bản là bản khoảng 10 phân luôn nha quý khách. Lắc hình con rồng bên luôn. Móc máy luôn ha. Rất là sáng cho mình luôn. Cực kỳ bản bự luôn, những anh nào thích cái bản bự như thế này á thì mình hãy ghé tiệm em nha. Em để sau một xíu cho mình thấy cái bản to như thế nào luôn. Bây giờ thì em sẽ xin giới thiệu một số mẫu mà công ty vừa về cho em nha. Em cũng không biết là gì nữa, vì mấy bé nhập hàng nó mới nhận công ty thôi, để nó khui đưa cho em nè. Đây, cái này là lắc tay, lắc hàng rào. Wow, cái này phải có cái mâm đỏ. Cái này gọi là siêu phẩm của tiệm vàng Kim Thành Thảo nha quý khách ha. Địa chỉ của tiệm em nằm ở 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh luôn. Cái này là lắc tay hình con rồng, hình đại bàng. Wow, đợi em một chút xíu thông cảm nha quý khách, hôm nay có một mình em à, thật sự là tâm tư rối bời. Cái này tiếng mà cứ kêu giống như đập hộp vậy, đập một cái trời ơi phê làm người gì đâu luôn. Đây là dây nè, dây của mấy chị đặt có luôn rồi nè. Cái này một lô dây, một lô dây siêu khủng luôn nha mấy anh mình ơi, mấy chị mình ơi, một lô dây siêu khủng luôn ha. Trời ơi còn ở dưới nè mấy chị nè, xương xương về một lần như thế này thôi mà một tuần về chắc phải là 6 ngày, có ngày chủ nhật là nghỉ luôn á. Wow, cái mối dây kim tiền là đẹp quá nè. Hình như là cái này là hàng đặc của chị nào có luôn rồi á. Chị nào ở quận 7 nè. Chị này hàng đặc của chị quận 7 nè, tranh thủ ghé tiệm em lấy luôn nha chị. Trọng lượng vàng cái dây này là 3 lượng 2 hơn chút xíu nha chị. Đây, móc máy kim tiền bao sáng luôn. Cái này đeo ngắn nha, đeo ngắn luôn. Cái video thì hơi dài chút xíu, thì là có gì em sẽ bây giờ em tắt cái video này, có gì em sẽ giới thiệu qua video sau cho quý khách hàng nha. Thì là mấy anh mấy chị hãy đón xem video sau của em nha. Em sẽ giới thiệu cận cảnh là những một số mẫu như thế này nè. Đó, một số mẫu lắc như thế này. Đây, mẫu lắc như thế này ha. Đợi em chút xíu nha. Đây, hơi bị siêu đỉnh cái lô này luôn nha mấy anh ơi. Đây nè, vậy rồi thì em xin chúc quý khách là có một ngày mới thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Hãy đợi em video sau nha.